Ok anh em, đầu tuần chúng ta nhớ nhập ngay gift code tuần nhá để nhận nhiều phần quà hấp dẫn này anh em à. Đây mã code mới của tuần này đây anh em nhá. Ok, anh em nhập theo Minh Cừu là được nhá. Chúc anh em may mắn. Trời ơi, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, 200 kim cương này, 10 vé 5 sao này, 300 đồng Bentley và một cái vé chiêu mộ cao cấp nha anh em nhá. Mỗi tuần một phần thưởng cái này thì xem vào Việt Nam quá ưu ái với anh em rồi. Ok, chúc anh em may mắn nhá. Ok, cho mình em trở lại channel của anh Minh Cừu nhá. Thì hôm nay tôi sẽ gửi đến cho anh em clip của Silencer và Alone, cũng như các trận đấu của Komori và Silencer anh em nhá. Trận đấu khá trễ nhưng mà nó là chất lượng anh em ạ. Hôm nay sẽ là quả kèo đấu chung kết giữa Silencer và Alone anh em nhá. Quá chất lượng luôn. Vì sao vậy? Vì đây anh em ạ, Sengoku gần mắc kỹ năng SP VS với Sengoku mắc kỹ năng SP trừ 1 anh em nhá. Quá tởm luôn. Hai người chơi hãy kích nạp ở server EU anh em ạ, đấm nhau cho nó bị hiểu luôn nhá. Ok, trận giữa Dauch 7 này. Dauch 7 và Alone cũng hay này, càng thật toàn trận hay anh em ạ. Một like và một đăng ký kênh để ủng hộ anh Minh Cừu này anh em này. Úi dồi ôi, nó đẳng cấp thế này cơ. Hôm qua tôi hơi bận nên tôi chỉ gửi đến cho anh em các trận đấu ở server Việt Nam được thôi nhá. Ok anh em này, bây giờ chúng ta cùng đi vào trận đấu giữa Silencer và Alone này anh em này. Để xem Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đánh đấm thế nào nhá. Đấy, sở hữu hai Thủy Sư Đô Đốc Sengoku luôn này. Ui dồi, quá tởm anh em ạ. Để xem Alone đi lên đồ thì Thủy Sư Đô Đốc Sengoku nào anh em. Này, tịnh hóa level 4 này. Được chưa? Ui, bạo kích này, đam bạo kích này, địa chấn này, đi full bộ hiệu mặt trời và full đam luôn cho nó hiểu này. Được chưa? Xem tỷ lệ bạo kích là 241% nhá. Nét luôn đấy anh em ạ, nét luôn ạ. Còn đâu bố bổng thì chúng ta không phải xem nữa nhá. Bố bổng chúng ta không xem nữa. Đây, chúng ta cùng xem còn Sengoku này 211 thôi. Sengoku của Silencer thì hơi ít hơn. Sengoku của Silencer thì build vẫn hơi lưu tiêu của anh em ạ. Của Alone thì khủng nhá. Chất lượng này. Young Wally nào, 228 này. Anh Dai Jinbe này anh em nha. Anh Dai Jinbe 262% bạo kích, đam bạo kích này. Dạ màn chưa. Ui ôi. Ui đội hình 10 triệu bố xem nào. 233. Ui dồi ôi, 10 triệu lực chiến anh em ạ. Ui ôi, lạnh hết gáy rồi anh em ơi. Đại tỷ Robin 239 này. Ok, đồ của Silencer và Alone chúng ta không quá nói quá nhiều nữa. Bây chúng ta cùng chơi bú luôn này. Mạng này hơi lát nữa. 6, 8, gần 9 triệu. Ok, có nghĩa là Alone kém Silencer đâu đó khoảng tầm triệu lực chiến anh em ạ. Triệu lực chiến nhưng mà cái tầm này không quá quan trọng. Chúng ta cùng xem. Đây anh em ơi, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku anh em ơi. Một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Thủy Sư Đô Đốc Sengoku anh em này. Qua ui dồi, Nuki thiên 5 này. Nuki thiên 5 mà kết hợp với Thủy Sư Đô Đốc Sengoku thì tôi không nghĩ là một cái quả kèo nó chấn thiên động địa như thế này anh em ạ. Chỉ có thể xuất hiện trên kênh của anh Minh Cừu nhá. Rồi một like một đăng ký kênh cho quả kèo chấn thiên động địa anh em này. Hôm qua chủ nhật là vẫn là bận không gửi cho anh em xem, hôm nay phải gửi ngay anh em xem quả kèo là kinh thiên động địa này. Dạ màn thật sự luôn. Quá kinh khủng tởm anh em ạ. Quá kinh khủng tởm. Không còn gì để nói với quả kèo đẳng cấp cao này nữa anh em ạ. Tôi không còn gì để nói nhá. Quả kèo siêu đẳng cấp này nữa. Một gỗ của anh Gear 5 này. Ui dồi ôi, Gear 5 vẫn quá mạnh ở meta hiện tại anh em ạ. Đây nhá, ui hai Thủy Sư Đô Đốc cọ nhau này, được chưa? Một like một đăng ký kênh để ủng hộ anh Cừu này. Hai Thủy Sư Đô Đốc cọ nhau này, quá kinh khủng anh em ạ. Đội hình của hai bên kích nạp và xem vào châu Âu anh em nhá. Quá tở. Úi giời, 4.9 này. Úi giời, úi giời, úi giời ôi, Sengoku hóa tượng Phật đánh ra sóng xung kích. Úi giời, làm chúng ta để tái hiện lại trận trận đánh trận chiến thượng đỉnh ở Manifor anh em ơi. Manifor. Úi giời ôi, úi giời ôi. Ra gà ra vịt nổi chưa? Úi giời ôi, 5 triệu 3 này, càng thế nhỉ. Anh em nhìn thấy lớp giáp này. Lớp giáp của Sengoku này, quá mạnh ở meta hiện tại. Này, đấy mới gọi là Sengoku. Sengoku này hóa Sengoku rồi anh em ạ. Sengoku rồi. Hóa Sengoku và tóc màu tóc vàng vừa rồi chính là Super Saiyajin 4 anh em nhá. Super Saiyajin. Úi giời ôi, 13 triệu rưỡi đến từ bố anh em ơi. Vừa liên than thuyền cái bố vả một phát không trượt phát nào ạ. Úi giời ôi. Và team phụ 1 của Silencer vẫn chưa mất máu ạ. 13 triệu lực chiến, 13 triệu đam đến từ bố. Rồi, Super Saiyan 3 đến từ Alone này bao nhiêu? Ui, buốt anh em ơi, nhìn thấy cái gì không? Buốt thế nhỉ. Ui giời ơi, nhưng mà Sengoku ăn một quả phản sát thương kìa. Bây giờ là chính thức là
cái phản sát thương nó lên ngôi anh em ạ. Anh em nhìn thấy Sengoku không còn một máu nào này. Ui, vừa vào có 2-3 triệu sát thương anh em ơi. Cái gì bây giờ, dã man quá. Buồn. Nên là tôi khuyên, lời khuyên cho anh em VIP ở Việt Nam hiện tại nhá, những ông làm lực chiến cao ấy, nên build phản sát thương vào cho những con tướng tanh của mình nhá. Anh em nhìn Sengoku giờ không còn một tí máu nào luôn. Ăn phản sát thương anh em ạ. Được chưa? Ăn phản sát thương đấy. Ui rồi ôi, nhưng mà cái đấy không quan trọng, quan trọng là buốt đấm một phát chết toàn bộ team của bạn ạ. Sengoku tôi khẳng định với anh em là bây giờ là một trong những con tướng mạnh nhất meta thì hiện tại nhá. Quá trâu, đam quá khỏe anh em ạ. Ui giời ơi, buốt. Một like và một đăng ký kênh cho cái quả kèo vừa rồi anh em ơi. Ui giời ơi, buốt quá rồi, tôi lạnh hết cả người anh em ạ. Anh em có thể để lại cái lời bình luận cho cái pha đấm 23.100k lực chiến. À nhầm, 23.100k sát thương vừa rồi không? Ui giời ơi, không thể ngửi được anh em ạ. Quá tẩm lợm luôn. Ui giời, Kuma chết luôn. Anh em nhớ Sengoku là người sống sót cuối cùng này. Được chưa? Sengoku còn một lần, à Sengoku vừa hồi sinh một lần. Nghĩa là Sengoku vừa có hồi sinh. Giáp châu. Đam thì em vừa anh em nhìn đấy. Đây nhá, bao nhiêu? 5.1 triệu. Đây là Silencer còn build nó ở team phụ đấy anh em nhá. Chưa phải là build sát thương chính đâu. Còn đấy alone là build Sengoku là sát thương chính nha anh em nhá. Ui giời ơi, tát một phát 6 triệu ạ. À. Ui giời, 5 6 triệu thì 4 5 6 triệu thì không nhìn thấy. Đây nhá, team phụ 2 của Silencer đấy anh em nhá. Ui giời ơi, hai người chơi mạnh nhất châu Âu thì hiện tại anh em này. Hai người chơi mạnh nhất châu Âu, nếu mà không tính Lota ở cụm Anil thì đây chính là hai người chơi mạnh nhất châu Âu thì hiện tại anh em ạ. Quá tởm luôn. Ui giời. Những quả kèo kinh điển đỉnh cao như thế này anh em chỉ có thể xem trên kênh của anh Minh Kiều được thôi nhá. Một like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Minh Kiều. Để anh Minh Kiều tiếp tục ra những clip cực kỳ hay cho anh em xem nhá. Cảm ơn anh em cực kỳ nhiều luôn. Đây là con Luffy Gear 4 sắp tới ra ở server Việt Nam anh em nhá. Nhìn chưa? 3.7 triệu để mô đam thôi cho anh em biết thế nào lễ độ thôi nhá. Búp Gear 4 hóa kinh ngữ công ngữ gan này. Và anh em có thể comment ở dưới video của Minh Kiều không? Là con tướng Thất Vũ Hải tiếp theo ở server EU nó sẽ ra con gì này, 5.6 triệu đến từ bố. Đây từ từ anh em này, nín thở này. Ui 3.1 triệu vừa đấy nổ đam anh em ạ. Vừa nổ đam của 23.100k, tôi chưa nhìn thấy một quả lượng sát thương lớn nào như thế anh em ạ. Lực chiến thì team phụ 1 của Silencer chỉ kém team chính của Alone khoảng tầm đâu đó 300-400.000 lực chiến thôi anh em nhá. Không quá đáng kể đâu. Nhưng mà với là một pha gây sát thương gọi là chấn động thế giới luôn anh em ạ. Và đánh sóng xung kích của Sengoku vào mồm Silencer luôn. Bây giờ chính thức ở Young Eli là mình nghĩ là sẽ không có cửa với cả Sengoku đâu anh em ạ. Anh em nhìn cái lượng giáp của Sengoku kìa, không mất một tí máu nào luôn ạ. Giáp quá dày luôn. Ui giời ơi. Người ta ở trong Liên Minh Huyền Thoại không biết anh em có chơi không, đây người ta gọi là bật cái nội tại da dày của con ếch gì nhỉ. Da dày của con gì tôi quên mất tên tướng rồi anh em ạ. Nội tại da dày đấy. Ui giời ơi, dạ mà thế nhỉ. Còn đâu anh em xem vào EU nhớ nhịn nhá. Sắp tới là sẽ ra vua hải tặc. Vua hải tặc gần đến rất gần với anh em rồi nhá. Vua hải tặc Roger, Goldie Roger đã đến rất gần với anh em rồi. Được chưa? Ui dồi ôi, trên Goku nó tát quả 23 triệu anh em ạ. Không thể nào mà ngửi được luôn. Quá mạn nhạn. Anh Zai Jinbe 5 triệu liệu anh Zai có ulti được 3 lần không? Anh Zai có ulti được 3 lần trong cái nội tại của anh Zai không? 3 triệu này. Ui giời ơi, 3 lần nhá. Ulti 3 lần từ nội tại của anh Zai nhá. Cũng cực kỳ khủng đấy. Team này team chính bên tay trái, à team phụ bên tay trái của Silencer hơn team chính bên tay phải của Alone là tầm đâu đó là gần 1 triệu lực chiến anh em nhá. Chắc là 6-700k lực chiến gì đấy. Silencer lực chiến của nó bây giờ quá khỏe anh em ạ. Để xem Sengoku và bố sẽ xử lý các cái quả kèo này như thế nào này. Kể ra là Alone thay con Gear 4 bằng con Young Rayleigh thì là đẹp. Ui đừng nha, trận đấu bị đứt xích anh em ơi. Đang hay thì nó lại bị đơ ạ. Cái lỗi này lỗi rất vặt đến từ server EU, để tôi thoát ra vào lại nào. Ok anh em, rất tiếc là trận đấu bị gián đoạn anh em ạ, vì cái lỗi phọt phẹt ở bên châu Âu nó chưa fix được anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ gửi đến cho anh em trận đấu gọi là để vá lại cái lỗi đấy anh em nhá. Để xem nào, bên tôi sẽ lựa cái trận của đại tỷ Robin này, anh Gia Jinbe này. Bên đau 7 thì cũng có đại tỷ Robin 8 triệu. Trận này cân này, trận này mới cun này.
đau chữ 7 đây anh em nhá. Team của đau chữ 7 VS team của Alone thì nó mới cun. Quả kèo này nó mới cun được. Ok. Còn Thủy sư Đô đốc Sengoku nó mới để ở team phụ thôi anh em nhá. Đây à, có 7.860.000 này đánh nhau với cái team của đau chữ 7 8.030.000 sở hữu bố này anh em này. Bố đấy nhá, 238 tỷ lệ credit đêm này, được chưa? Quả kèo này thì nó mới là cần xem mới thích này, đúng là quả kèo này xem mới là thích cái này. Được chưa? Sở hữu đại tỷ Robin Hood đây này. Úi dồi ôi, địa chấn sở hữu bộ kỹ năng to trắng tròn nhất ở server thế giới này. Vừa xem quả anh em nhớ địa chấn của Sengoku vừa nó nổ 23 triệu đam anh em ạ. Ok, quá nóng hổi, bây chúng ta cùng xem luôn này. Đau chữ 7 top 4 châu Âu VS Alone top 2 châu Âu này. Tôi mong là nó không bị gián đoạn đấy nhá. Tôi mong là sẽ không bị gián đoạn đấy anh em ơi. Tôi mong là sẽ không có một quả kèo gián đoạn nữa nào. Ok, anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Minh Cần nhá. Chúng ta cùng xem clip và không bị gián đoạn nào. Cảm ơn anh em cực kỳ nhiều luôn. Mi Hoác này. Nhìn thấy con Mi Hoác này là nhìn thấy Alone rồi chưa? Đấy chính là biểu tượng của Alone luôn. Mi Hoác. Trong trận này thì Sengoku của Alone chỉ để ở team phụ thôi anh em ạ. Chỉ để ở team phụ 2 thôi nhá. Mà cái đội, với cái đội này team chính với team phụ nó chả khác gì nhau đâu anh em ạ. Vì sao thuyền của nó mắc hết rồi. Thuyền của đội này mắc hết rồi nhá anh em nhá. Level thuyền của đội này nó mắc hết rồi. Nên là chính phụ tầm này không khác nhau cả. Được chưa? Quá kinh khủng tởm như anh dài Alone này. Thần tượng của Minh Cần nhá. Chính là anh dài Alone. Chà, quá tởm. Thì một này thì chưa có cái gì hấp dẫn cả. Cái trận đầu tiên này thì khả năng là chưa có gì hấp dẫn đến từ anh Rai Mi Hoác thôi. Anh Rai Mi Hoác của các top châu Âu như kiểu cá kho này, như kiểu của Moon này, chém toàn chém khôn anh em ạ. Toàn chọn những cái con tướng đam nó chém thì nó mới khôn. Kinh thật sự. Quá kinh khủng tởm anh em ạ. Phải nói là quả kèo nó là kinh thiên động địa đấy. Không đùa đâu. Không thể đùa được mấy cái quả kèo nó đẳng cấp như này đâu anh em ạ. Quá tởm luôn. Edward review này. Edward review này thì anh Kiều có nói qua với anh em rồi. Thì con Edward review này ấy thì hiện tại server Việt Nam nó vẫn còn sống được. Nhưng mà nó vẫn đang phế dần theo thời gian này anh em ạ. Vì sao? Server Việt Nam hiện tại là anh em đã chơi tịnh hóa level 4. Hầu hết anh em đã chơi tịnh hóa level 4 rồi. Nên là con review này nó sẽ biến mất anh em ạ. Gần như là sắp biến mất rồi. Còn con Kozuki Oden thì không phải nói. Biến mất ngay từ khi nó ra mắt nhá. Rồi ôi mình hoặc là mù kiếm này. Mình hoặc là mù kiếm quá tởm anh em ạ. Hiện tại mình Kiều vẫn đang ngặt mũi nhưng vẫn phải quay video cho anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Kiều này. Mấy hôm nay ngoài ngoáy nhanh lên để tôi vào xem món chính Sengoku cái. Vào xem món chính Sengoku cái. Kaido này. Hai ông này để team phụ khá trâu này mà chưa có kỹ năng SP, chưa một con nào à. Có Oden, à quên, có Kaido sằng có kỹ năng SP kìa. Kaido sằng có kỹ năng SP thôi nha bạn. Hai triệu tám này. Vẩy lên review, vẩy lên review. Phải nói là vừa phát đấm của Sengoku mà làm tôi gọi là chấn động sang chấn tâm lý nha bạn. Đấm của 23 triệu 1 sang chân tâm lý luôn. Kinh rồi. Chưa nhìn thấy cái quả sát thương nữa mà nó dã man như thế cả. Quá tởm anh em ạ. Không thể tin được. Thật không thể tin được. Yamato. Trời ơi. Thế mà liên tiếp cho nó cái 5 củ 2 này. Chứ nó đau 7 này không xếp team chính lên team 1 ý. Mọi lần đánh rank xếp hạng toàn xếp team chính team 1 cơ mà. K này. Hai cái team phụ 1 này nó đấm nhau nó hơi rắc rối nha bạn, hơi lâu. Đúng là món chính chúng ta cần phải đợi món phụ nó dâng đẫy mồm nữa. Thì chúng ta mới vào được món chính ạ. Trong các cụm máy chủ của EU khả năng chỉ có cụm của Silencer và Alone là cụm hay nhất anh em ạ.
cụm của Silencer là cụm ở luôn là đấm nhau hay nhất. Còn lại các cụm khác thì mình vào xem hết rồi, cũng khá liều tiều đấy anh em ạ. Không biết các anh khựa như thế nào, chưa có tài khoản để review các anh bên khựa. Kể có cơ hội thì có thể review với các anh bên khựa thì đẹp. Các anh bên khựa bây giờ mới đã ra Sengoku chứ không biết. Giờ mới là cái 1.2 triệu. Khá đầu đấy. Ba triệu tư này. Vào round ti chưa? Lại trở về round 1. Hai bên trở về round 1 thì bên Kaido chắc chắn là chết. Bên của Doubt 7 chắc chắn tuột xích. Tuột xích đây. Kaido sằng và lại Minh Hoắc chém một phát là chết. Kaido sằng ăn múa kiếm chết này. Đây. Đây team phụ 2 của Doubt 7 sở hữu đại tỷ Robin với bộ kỹ năng to, trắng, tròn, dài nhất con game này anh em nhá. Dài nhất con game luôn. Game Flew này. Game Flew. Chúng ta cùng chờ đón team phụ 2 của Alone này. Úi giời ơi, Minh Hoắc bị ăn một nước chết tươi lên đại cả. Lại chọn Yamato là mục tiêu để chém, chém khôn thế nhỉ. Rồi 3 chém luôn này. 3 chém lên từ anh dài Minh Hoắc này. Úi giời ơi, chi đi mưa. Còn đây à, đây chính là Margo. 3 triệu 9 máu hồi cơ. 2 triệu 1 đàn. Đại tỷ Robin. Một đập chân của đại tỷ. Úi giời ơi, 11 triệu anh em ạ. À, không hề đơn giản đây nhá. Thủy sư đô đốc Sengoku đây anh em ơi. Úi giời, bố kìa anh em ơi, nhìn bố chưa? Nhìn thủy sư đô đốc Sengoku, nhìn thấy bố chưa? Đây là team chính của Alone luôn anh em nhá. Team chính của Alone luôn đấy. Team này là chính là cái team vừa nãy đánh nhau với Silencer đấy anh em ạ. À, chính của Alone luôn nhá. Để xem Sengoku thì hiện nào. Có tái hiện quả 30M không? Dồi ôi, đấm nhẹ nhàng nhá. Tát nhẹ nhàng Marco 1 triệu tư. Mà Marco là giáp cũng dày phết anh em ạ. Ui dồi ôi, Sengoku giáp này. Ui, các nhà phát hành chế con Sengoku đúng tướng lỗi anh em ạ. Mình thật sự là tướng lỗi luôn ấy. Đam to, giáp trâu, lại còn nó hồi sinh nữa, ăn cắp 3 lần ạ. Dạ màn thế nhỉ. Tướng lỗi game anh em ạ. Nên là mình đang khuyên mấy thằng em mình, cái thằng em mình ở xe bài Âu đấy tích lại đến Sengoku anh em ạ. Được Sengoku quá là mạnh đi. Anh em ở Việt Nam cũng nên nhịn để lấy Sengoku nhá. Sau Yang Eli chính là Sengoku đấy. Tôi khẳng định với anh em luôn. Quá khỏe. Thật sự quá dày luôn đấy. Với lớp giáp không thể xuyên thủng. Ăn sở hữu trái Zoan thần thoại. Trái ở bên trong Black Fruit. Người ta gọi là trái Human đấy anh em ạ. Bố này, một vụt của bố bao nhiêu. Ui giời ơi, ba con một à. Liêng luôn nhá. Được chưa? À sáp chứ. Ở trong anh liêng người ta gọi là sáp đấy anh em ạ. Đây. Bây giờ còn 3 tướng. Mà đám nào em 3 tướng sắp thêm hơi ít. Đấy, còn 5 triệu tư rồi. Phải là còn nguyên 5 thằng cơ. Úi giời ơi, đại tỷ Robin cũng không hề kém cạnh anh em ạ. Vừa rồi là một chiêu phản ulti của đại tỷ Robin anh em nhá. Nội tại phản ulti của đại tỷ Robin vẫn là khá cục xúc luôn. Sợ thật. Hai huyền thoại đang đứng ở trên sân anh em nhá. Hai huyền thoại là bố và Sengoku. Tiếc gì một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai huyền thoại anh em ơi. Hai huyền thoại sống ở trong game luôn đấy. Úi dồi ôi, lại phản kích ulti ạ. Bu. À đâu? Đấy có phải phản kích ulti không? Chết đại tỷ này, để xem CD ulti không? Hay để vào ra ulti của CD rồi. Đại tỷ bị Sengoku vả chết rồi anh em ạ. Tượng Phật. Trái người ta gọi là trái Phật tổ ở trong Black Fruit ấy. Nhưng mà trái Phật tổ trong Black Fruit chỉ là trái fake thôi nhá. Làm sao so với hàng real ở trong con game này được? Đồ họa 3D anh em ơi, tuổi gì? Vừa rồi là pha phản ulti của đại tỷ Robin anh em ạ. Và đại tỷ Robin đã bị vả chết rồi. Sau khi một lần hồi sinh mình vả chết. Còn Sengoku quá mạnh luôn, nó còn một lần hồi sinh nữa. Quá kinh khủng tởm, trận này là trận siêu cưng này. Trận này hay hơn trận Silencer vừa nãy nhá. Càng thật sự. Quái, quá mãn nhãn. Xem nhức nách anh em ạ. Nhức cái nách luôn ấy. Trận này hôm qua mình gửi vào chủ nhật cho anh em xem thì ta nói nó phê. Ta nói nó phê nhá. Mình gửi cho anh em hơi muộn anh em thông cảm. Siêu mưa này. Siêu cơn mưa ngang qua được Miami xa. Cơn mưa ngang qua khi em nhạt nhòa. Chẳng một lời chào để rồi bỏ đi. Không chơi đi cho con tim anh mang bao nhiêu yêu mềm đấy. Giời ơi, 2 triệu tư này. Còn đây là Gear 4 sắp ra sale Việt Nam này. Đấm demo anh em xem này. Đấm demo thôi nhá. Đấm mẫu này được chưa? Đấm mẫu đấy. 1.5 triệu. Đây nhá, team chính của Doubt 7 đây nhá.
Đây chính là team chính của Đào Trường 7. Sở hữu bố gần Makina SP, Yang Li gần Makina SP, Dragon Kaido gần Makina SP và em trai Yifo và em gái Uta anh em nhá. Tầm này choáng rồi, không có tác dụng rồi. Tầm này choáng trước là không có dụng. Đây rồi. Sengoku. Bao nhiêu đấy anh? Ui giời, 5 triệu 2 thôi, mẫu. Đây bố nhá. Ôi con ơi, bố ơi, vẫn màn hình rồi, 6 triệu 9 này. Úi giời ơi, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng tình cảm, anh em nhìn đêm Sengoku rồi. Gần ngang với hệ truyền kỳ nữa. Đêm của tướng Hải Quân mà lại gần ngang với hệ truyền kỳ đấy, kinh chưa? Đêm của hệ truyền kỳ bao giờ nó là mạnh nhất rồi. Tất cả các tướng hệ truyền kỳ đêm bao giờ nó mạnh hơn những tướng thường đấy nhá. Thường là người ta làm cái tướng hệ truyền kỳ ra vì cái mục đích đấy đấy. Nhưng mà Sengoku nói không nhá. Sengoku bỏ qua mọi giả thiết luôn. Giáp dày, công khỏe, máu trâu, thủ trâu, tất cả các thứ đều trâu luôn. Anh em nhìn như ăn một bống đấm đỏ lòm trên đầu mà vẫn trâu rồi. Dã man quá, dã man quá. Chính thức là tôi chuyển sang làm fan Hải Quân, làm fan của Sengoku luôn anh em ạ. Quá tở. Đây nhá, bố của Đau 7. Trời ơi, chỉ được 3 triệu 4 rồi. Là nhấn răng nhấn lại bổ để chỉ được 3.4 này. Phật vàng. Úi dồi ôi, Phật vàng Sengoku. Sau cái bộ ulti của bố ấy, là ngày xưa mình xem mãi không chán, mình review bố cho anh em xem chán này đúng chưa? Thì đến bây giờ là có Sengoku anh em ạ, xem mãi không chán mắt luôn. Căng thật sự đấy. Quá hay. Nó là quá hay luôn. Không còn gì để nhận xét về Sengoku. Có cái không có ở Sengoku là nó không có miễn nhiễm với cả debuff anh em ạ, nó không có miễn nhiễm với khống chế xấu nhá, nó chỉ có miễn nhiễm với điều khiển thôi. Đây anh em nhìn chưa? Cái này là miễn nhiễm với điều khiển nhá, kiểu là choáng loạn đứng yên hay là choáng này, là đứng yên này với cả khiêu khích nhá, là nó miễn nhiễm. Còn lại những cái kiểu giảm công thường kia là không miễn nhiễm được. Cái đấy là hạn chế duy nhất của Sengoku anh em ạ. Hạn chế duy nhất của cựu thủy sư đô đốc Sengoku, còn lại không có một cái điểm trừ gì cả. Quá mạnh. Quá mạnh quá tợ. Một xiên này, một xiên của anh trai Siriu. Siriu mưa. Một sút. Team chính của hai bên này đánh nhau cũng căng đấy. Khả năng là cũng căng đấy anh em ạ. Hai ông này lực chiến là xem nhau này. Team chính này, một ông là 7 triệu 9, một ông là 8 triệu 1. 8.009 này, là 8.1. Hai bên là quá cun. Ở trong ao e người ta gọi là kéo cun đấy. Trời ơi, Siriu nha. Một cơn mưa ăn qua 1.500.000 này, có khiến em nhặt nhòa không? Liệu có khiến em nhặt nhòa không? 1.3 này, Yang Ely này. Yang Ely bây giờ cũng khá yếu rồi anh em ạ. Yếu đi so với, thì đúng là nó phải yếu chứ, một con tướng làm sao mạnh mãi được. Yang Ely kéo dài meta quá lâu rồi anh em ạ. Thống trị meta là quá lâu. Thực ra là bây giờ Yang Ely vẫn quá khỏe nhá. Thực ra là Yang Ely vẫn cứ quá khỏe, được chưa? Nếu mà không có Yang Ely là đánh những cái quân như kiểu Uta với Marco là hơi khoai đấy nhá. Hơi bị khoai đấy, không có chặn hồi máu cả. Úi giời ơi, một con tanh Gear 4 anh em ơi. 6 triệu rưỡi được sát thương ạ. 10 triệu 1 đến từ bố này. Úi giời ơi, tôi đang trông chờ vào Sengoku anh em ơi. Sengoku bị ăn giảm tốc rồi nên là đi sau kìa. Đây rồi, gửi chặt chặt sư đứa nà. Ui giời ơi, 8 triệu rưỡi chưa được đổ đan, chưa được đổ đan. 8 triệu rưỡi thôi anh em ạ, để mua nhẹ nhàng. Không anh em lại sợ, quán đái ra quần, chết. Đấy giờ đêm vẫn rất ổn định đến Sengoku anh em nhá. Đây là Sengoku của Alone còn chưa build max đấy nhá. Chưa build max luôn, địa chấn mới level 3 thôi. Vẫn còn chưa build max đấy anh em ạ. Nhưng phải nói là con Gear 4 với sát thương quá khủng. Đấm được quả 6 triệu rưỡi à. Đây nhá, Gear 4 đội của Đau 7 trả đòn này. Gear 4 của Đau Trường 7 nhà đòn đấy anh em ơi. Nhà đòn của 5 triệu 8 được chưa? Hiểu luôn. Nhưng mà rất tiếc là Uta. Uta và hình như đâu đó là Siriu à? Đâu? Uta và Yang Ely đã bị bế đi rồi các bạn. Chúng ta chỉ còn 3 con quái vật khổng lồ trên sân thôi. Ok, Gear 4 đi nốt rồi. Gear 4 là chính thức niệm rồi. Trận này hay. Cũng hay đấy. Ui giời ơi, đúng là cái trận ăn miếng trả miếng anh em ạ. Quá hay, 13 triệu 4 đến 14 này. Ui dồi ôi, hai bên ăn miếng trả miếng. Sợ thật. Anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh của kéo quá hay nha này. Ui dồi ôi. Wanomaku bị bố tát cho chết luôn anh em ạ. Méo mồm luôn. Wanomaku bị bố tát cho méo mồm luôn ạ. Đáng thật. Dragon Kaido vẫn quá trâu nhá. Đây là tất cả những anh em newbie ở server Việt Nam. Nhớ đăng ký và like video của Minkun. Để chúng ta biết cái cách chơi, cách lên đồ. Cũng như cái hướng đi. Nên chơi tướng gì cho meta sau này. Để không bị thọt anh em nhá. Quan trọng nhất là không bị thọt, không bị mất tiền ngu.
vào những con tướng cùi, hiểu chưa? Đấy mà là cái điều mà cái kênh, cái thông điệp kênh của Minh Kiều muốn truyền tải đến cho anh em. Thì chúng ta không thể nên tiếc gì một like, một đăng ký kênh anh em ạ. Ui dồi, quá hay. 21 triệu từ Yamato này. 12 triệu đại tỷ này. 20 triệu đến từ bố này. 15 triệu đến từ Sengoku này. 41 triệu đến từ Sengoku. Và 50 triệu đến từ bố. Bố là hệ truyền kỳ không nói làm gì, nhưng mà sát thương của Sengoku phải nói là quá tởm anh em ạ. Siêu siêu kinh. Dã man thật sự. Ok. Còn trận Kaomori và trận Silencer này tôi sẽ gửi đến cho anh em sau nhá. Video cũng khá dài rồi. Ok, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và đừng quên like và đăng ký kênh cho Minh Kiều nhá. Và anh em nào chưa nhập cốt tuần 7 ngày nhớ nhập cốt tuần đi nhá. Ok, cảm ơn, chào tạm biệt anh em. Bye bye.